lên chùa nè. Hồi nãy mình nhìn thấy họ làm cái đường này, đây nè, giờ họ nè. Hồi nãy họ làm đường á, bây giờ đây là họ rồi. Đó là giờ mây đó. Thầy thấy đứng dậy coi mây không nè, coi mây kìa, mây dưới chân núi nè.